thế giới ta bà, samsara, sự tái sinh và đầu thai. Samsara hay thế giới ta bà có nghĩa là chu kỳ của sự hiện hữu liên tục mà chúng sinh phải gánh chịu. Đấy là hậu quả phát sinh từ ảo giác của những chúng sinh ấy. Sự hiểu biết minh bạch của nghiệp sẽ giúp hiểu biết được dễ dàng hiện tượng tái sinh liên tục. Mỗi kiếp sống là quả phát sinh từ nghiệp trong quá khứ. Tuy nhiên, dù đã hiểu được như thế, nhưng trong kiếp sống này, ta vẫn cứ tiếp tục tạo ra thêm vô số nghiệp mới. Khi các nghiệp quá khứ đã khánh kiệt và cái chết xảy ra, thì chuỗi dài tiếp nối của dòng tri thức của mỗi cá thể chỉ có thể tiếp tục nổi trôi và lan bạc, trôi nổi trong cõi luân hồi. Khi nào nó còn bị tiếp tục chi phối bởi những năng lực tác động phát sinh từ nghiệp gây ra trong chính kiếp sống vừa chấm dứt. Năng lực tác động của nghiệp sẽ hướng dòng tri thức đang lan bạc ấy vào một sự hiện hữu mới bằng cách tạo ra các cấu hợp ngũ quẩn mới cho sự hiện hữu đó. Vậy người ta có thể hiểu sự kiện ấy như là một hiện tượng đầu thai hay không? Hoàn toàn không, bởi vì không phải là một cái tôi. Tiếng Phạn Atman đã hiển hiện trở lại trong một thân xác khác, mà đúng hơn là một luồng chuyển động tâm linh, tâm thần hay tri thức phát sinh dưới sự chi phối của các kinh nghiệm cảm nhận trong kiếp sống trước, tạo tác do điều kiện tiếp tục thu góp những kinh nghiệm mới qua trung gian của một cơ sở cảm nhận mới thuộc vào kiếp sống sau. Vì thế, không phải là cùng một nhân dạng hiện hữu trước đây đã tái sinh trở lại, mà cũng không hẳn là một nhân dạng khác. Lý do là chuỗi tiếp nối tâm linh của một cá thể biến đổi không ngừng trong từng khoảnh khắc một. Tuy nhiên, phải hiểu rằng mỗi khoảnh khắc tâm linh đang được hình thành bắt buộc phải lệ thuộc vào tương liên với khoảnh khắc tâm linh xảy ra trước đó. Sự nghịch lý của một sự tiếp nối nằm bên trong một hiện tượng không liên tục như thế có thể giải thích bằng hình ảnh của một con sông. Con sông thì lúc nào cũng là một con sông, nhưng nước thì lại đổi mới không ngừng. Người ta căn cứ vào các thể dạng giận dữ, tham lam, đần độn, hám dục, ganh ghét hay kiêu căng để phân chia thành 6 loại ảo giác khác nhau, hay là 6 cõi lục đạo, gồm có địa ngục, quỷ đói, súc sinh, người, thánh nhân và thiên nhân. Chúng sinh sẽ rơi vào một trong các cõi ấy tùy thuộc vào hình thức đam mê của mình, và họ có thể sống trong hết cõi này rồi lại chuyển sang cõi khác. Tất cả đều tùy thuộc vào nghiệp của cá nhân họ. Dù cho ta là một vị trời hay một con gián, thì thân xác và bối cảnh mà ta đang sống đều là quả phát sinh từ những nghiệp của chính ta. Vì thế, sự hiện hữu của con người chỉ là một cảnh huống tạm thời trong số muôn ngàn cảnh huống khác, ngoại trừ một vài trường hợp nào đó có thể gọi là khá tốt đẹp. Còn lại thì sự sống tạm bợ này chỉ hàm chứa một lợi điểm duy nhất là tạo ra một dịp may giúp cho ta lợi dụng để loại bỏ được ảo giác mà tự giải thoát cho mình ra khỏi chu kỳ trói buộc của luân hồi. Vô minh. Nguyên nhân sâu xa làm phát sinh ra thế giới ta bà là những ảo giác mang lại sự tin tưởng và sự hiện hữu của một cái tôi và sự thèm khát được tiếp tục sinh khởi, sống mãi. Sở dĩ những thứ ấy phát sinh là vì vô minh, tức sự u mê căn bản che lấp không cho chúng ta nhìn thấy tính cách trói buộc của sự hiện hữu và xui khiến chúng ta cho là thật những gì không phải thật. Tâm trí của chúng ta bị vô minh làm cho ô nhiễm nên đã đánh tráo hiện thực bằng những sự cả tin sai lầm. Sau hết là sự ám ảnh của một cái tôi trường tồn đã xui khiến chúng ta tìm đủ mọi cách để bảo vệ nó. Và từ đó phát sinh ra sự mù quáng, si mê, sự thèm khát được chiếm hữu, tham, hoặc là sự thù ghét, sân. Đấy là 3 thứ nọc độc mà Phật giáo đã nêu lên. 3 thứ nọc độc ấy làm phát sinh ra đủ mọi thứ dục vọng khác như ganh tị, keo kiệt, giận dữ, hận thù và lười biếng. Đấy là những gì mang bản chất thô lậu thúc đẩy những ý đồ tạo nghiệp, làm nguồn gốc mang lại mọi thứ khổ đau. Tâm thức bị 2 tấm màn che phủ làm cho nó trở nên u mê. Tấm màn thứ nhất
là tấm màn nhận thức đánh lạc sự hiểu biết, và tấm màn thứ hai là tấm màn dục vọng làm hiện lên trong tâm thức mọi thứ ảo giác của thế giới ta bà. Con đường đạo pháp là con đường kết hợp cả ba phép tu là tuân thủ giới luật, thiền định, xem thêm phần đóng khung số 5, và trí tuệ giúp cho chúng ta rọc rách hai tấm màn của vô minh và dục vọng để quán nhận được hiện thực. Vô ngã. Khi nào ý thức được cái tôi cá nhân làm đồng cốt cho sự hiện hữu của ta thật ra chỉ là một sự tạo dựng tâm thần, không hề hàm chứa bất cứ một hiện thực tối hậu nào, thì khi đó cái lâu đài xây dựng bằng những cảm tính tự xem mình là trung tâm sẽ đương nhiên bị sụp đổ. Tuy vậy, cũng phải hiểu rằng không phải vì thế mà cá tính của một cá thể cũng sẽ bị mất theo. Nó vẫn còn nguyên vẹn, không sứt mẻ một chút nào. Đức Phật không hề tìm cách phá vỡ một cá thể con người hay chối bỏ, không thừa nhận một cái tôi có tính cách quy ước của chúng ta. Mà thật ra thì Ngài chỉ cố gắng giảng giải giúp cho chúng ta nhìn thấy thái độ bám víu mù quáng và bướng bỉnh của chúng ta vào một cái tôi trường tồn là một sự lầm lẫn, là nguồn gốc của mọi đớn đau và các hành động sai lầm. Trong những giây phút lắng sâu và thiền định, xem thêm phần đóng khung số 5, nếu ta tập trung sự chú tâm để phân tích và tìm kiếm cẩn thận xem cái tôi ấy của ta đang ở đâu trong các thành phần ngũ uẩn, thì nhất định ta sẽ không thể nào tìm thấy nó. Ta không thể quy cho cái tôi ấy thuộc vào thành phần thân xác, cũng không thể gán cho nó thuộc vào các giác cảm. Nó không thuộc vào các biểu hiện tâm thần, cũng không phải là một thứ năng lực của nghiệp hay là một thành phần nào cả của tri thức. Nó không phải là một chủ nhân ông làm sở hữu chủ các thành phần cấu hợp, cũng không phải là sở hữu chủ của tổng thể tất cả các cấu hợp. Cái tôi đó không phải là một thực thể để có thể phân tích và tìm thấy được nó. Cái tôi chỉ là một sự tạo dựng của tâm thần, một sản phẩm của tưởng tượng. Làm thế nào mà một tổng thể các hiện tượng mang tính cách cấu hợp, tức tạm thời và vô thường, lại có thể chứa đựng được một cái tôi mang tính cách trường tồn và bất biến? Khi Đức Phật giảng rằng tất cả mọi hiện tượng đều vô ngã, thì Ngài muốn ám chỉ là tính cách vô ngã ấy có giá trị đối với tất cả mọi hiện tượng, không có một ngoại lệ nào, dù cho chúng lệ thuộc vào điều kiện hay độc lập, không tùy thuộc vào bất cứ một điều kiện nào cũng thế, tức là kể cả Niết Bàn và sự giác ngộ. Niết Bàn, Nirvana, hay là thể dạng phi điều kiện. Niết Bàn là một thể dạng mà nơi đó tất cả mọi khổ đau đều được lắng xuống. Niết Bàn không phải là cảnh giới thiên đường đầy phúc hạnh, mà cũng chẳng phải là cõi hư vô. Đúng hơn, đấy là một cảnh giới tâm linh mà nơi đó không còn tồn tại bất cứ một điều kiện trói buộc nào. Tất cả đã tắt nghỉ giống như một ngọn đèn đã cạn dầu. Đó là sự chấm dứt của mọi khổ đau. Tuy nhiên, người ta cũng có thể tự hỏi, nếu như không có một cái tôi cá nhân nào cả, thì ai sẽ nhập vào Niết Bàn? Chính là trí tuệ bên trong nội tâm của chúng ta phát hiện ra Niết Bàn khi tấm màn che phủ tâm thức đã bị tan biến. Đối với Phật giáo Nguyên Thủy, thì chính vị A-la-hán sẽ vĩnh viễn nhập vào Niết Bàn khi cuộc sống của vị ấy trong thế gian này đã chấm dứt. Vị ấy đã cắt bỏ được mọi mối dây ràng buộc mình vào thế giới này, và như thế vị ấy sẽ không còn tham gia vào thế giới này nữa. Đối với Đại Thừa Phật giáo thì khác hơn, Niết Bàn của chư Phật và của các vị Đại Bồ Tát đã hoàn toàn giác ngộ, mang tính cách rất năng động và tích cực. Mặc dù đã đạt được thể dạng không còn lệ thuộc vào điều kiện nữa, nhưng trước sự khổ đau của chúng sinh, các vị ấy vì lòng từ bi vẫn tiếp tục tham gia vào thế giới này. Thật ra, suốt trên đường tu tập thì lúc nào họ cũng đem tấm lòng vị tha của họ để tự buộc mình với tất cả chúng sinh. Vì thế mà người ta thường bảo rằng không thể nào tách hai cõi ta bà và Niết Bàn trời ra khỏi nhau. Thật vậy, sự hiểu biết về tánh không của những biểu hiện bên ngoài đã lột bỏ các ý nghĩa mang tính cách lừa phỉnh của cả hai thể dạng ấy,
có nghĩa là khi đã hiểu được tánh không là gì, sẽ không còn phân biệt giữa Niết Bàn và ta bà nữa. Đấy chỉ là những tạo dựng của tâm thức mang tính cách công thức và quy ước mà thôi. Tuy nhiên, không phải vì thế mà có thể xóa bỏ đi những biểu hiện của chúng, ta bà và Niết Bàn theo định nghĩa công thức, và sự hiểu biết quy ước của chúng ta thì không có. Nhưng những biểu hiện đích thực của chúng thì lúc nào cũng tác động trong tâm thức của mỗi chúng sinh và trong không gian của vũ trụ này. Con đường trung đạo. Này các người tu hành khổ hạnh, có hai thái cực mà những ai đã tự nguyện rời bỏ gia đình thì không nên tham gia vào. Đó là việc thực hành lạc thú, đam mê lạc thú sinh ra từ giác cảm, hoặc ngược lại, tự hành hạ mình. Nếu thực thi những thứ giáo điều không chính đáng ấy, thì thân xác và tâm thức sẽ bị kiệt quệ mà không còn đủ khả năng lưu giữ những gì đã gặt hái được từ sự tu tập. Này các người tu hành khổ hạnh, ngoài hai thái cực đó ra còn có một con đường trung đạo. Kinh Vinaya Dhammaguttaka, Pháp Tạng Bộ, trích từ quyển Lavor Dio Buddha, do Andre Baro dịch, nhà xuất bản Kirong Philip Lobo, 2001. Đó là những lời Phật dạy về con đường đứng vào giữa hai lối sống. Một bên là lối sống của một người thế tục làm chủ gia đình, chỉ biết có bổn phận đối với gia đình mình và những lo toan vật chất. Một bên là lối sống của những người tu hành khổ hạnh, tín đồ của chủ nghĩa hành xác thật khủng khiếp mà chẳng mang lại lợi ích gì. Tham gia vào tăng đoàn còn gọi là Sangha, tức là thoát ra khỏi thế giới này, và có nghĩa là từ bỏ những phương tiện sinh sống và những lo toan của thế tục để chọn lấy một lối sống thanh đạm, giảm bớt tối đa các nhu cầu cá nhân để dồn tất cả thì giờ vào con đường đạo. Trên phương diện triết học thì trung đạo có nghĩa là con đường đứng vào giữa hai quan điểm cực đoan. Một bên là chủ nghĩa hư vô, đó là thứ chủ nghĩa mà Phật giáo hoàn toàn không chấp nhận, và một bên là chủ nghĩa trường tồn, dù là mang ý nghĩa thực tế của một lối sống không thái quá hay là mang một quan điểm triết học không cực đoan, thì con đường đạo lúc nào cũng hướng ta vào một mục đích thật rõ rệt là tìm kiếm sự giải thoát và giác ngộ mà không bị rơi vào một vị thế quá đáng, cực đoan. Lòng từ bi hay Karuna. Toàn thể giáo lý của Đức Phật đều nhắm vào mục đích khuyến khích chúng ta thực thi lòng từ bi và kính trọng người khác. Chính vì lòng từ bi Karuna đối với chúng sinh đang đau khổ mà Đức Phật đã đứng ra thuyết giảng. Các nhà sư lão thành thì cứ theo đó mà thuyết giáo, khuyên nhủ, giảng dạy cho người thế tục. Họ không hề biết mệt là gì, mà còn thề nguyện tránh không làm hại đến bất cứ ai. Đặc biệt trong Đại Thừa Phật giáo, lý tưởng hy sinh của người Bồ Tát đã chứng tỏ được tầm quan trọng của lòng từ bi. Thật ra thì lòng từ bi không phải chỉ đơn giản có nghĩa là sự xúc động trước khổ đau của người khác, mà còn phải biết dựa vào trí tuệ để lựa chọn những phương tiện thiện xảo nhất để giảng giải cho người khác, giúp người khác loại bỏ được nguyên nhân của khổ đau. Đức Phật không hề tự xưng mình là một vị cứu tinh, mà Ngài chỉ nhận mình là một người đứng ra khuyên nhủ các đệ tử của mình bằng cách đưa ra các phương pháp thích nghi giúp cho họ tự chống chọi với khổ đau trong sự hiện hữu của chính họ.
Vì thế mà từ bi và trí tuệ luôn phải đi đôi với nhau. Trí tuệ soi sáng cho từ bi, thúc đẩy bởi lòng từ bi vô biên. Người Bồ Tát ngoài phần trí tuệ ra còn phải tích lũy tất cả những gì đạo hạnh và xứng đáng để mang ra giúp đỡ chúng sinh còn đang sống trong mê lầm, trong khi chính mình đã đạt được giác ngộ. Bồ đề hay là sự giác ngộ? Giác ngộ là sự hiểu biết trực tiếp, rốt ráo và toàn diện về hiện thực sau khi đã loại bỏ được mọi dấu vết của vô minh. Trong khi đó, sự giải thoát thì lại có nghĩa là hành động để đối đầu với khổ đau và các nguyên nhân gây ra khổ đau. Có ba loại giác ngộ tương ứng với ba đường hướng tu tập sau đây. Thứ nhất là sự giác ngộ của một tông đồ, tức là một vị A-la-hán hay một hiền nhân đã được giải thoát khỏi cảnh giới ta bà, sẵn sàng hội nhập với Niết Bàn. Thứ hai là sự giác ngộ của một vị Phật đơn lẻ, Bích-chi-ca Phật Đà, còn dịch là duyên giác Phật hay độc giác Phật, có nghĩa là tự học và viên mãn. Có nghĩa là tự đạt được giác ngộ, không cần nhờ người khác giảng dạy. Thứ ba là sự giác ngộ toàn diện. Đó là sự giác ngộ của một vị Bồ Tát khi đã trở thành một vị Phật toàn diện, chính đẳng chính giác Phật, còn gọi là Tam Biểu Tam Phật Đà. Chẳng hạn như Đức Phật Cồ Đàm, sở dĩ có những sự khác biệt như thế, làm gì lý do có nhiều con đường tu tập khác nhau. Dầu sao thì chỉ có một vị Phật hoàn hảo mới có thể hướng dẫn chúng sinh căn cứ vào kinh nghiệm của chính mình, bởi vì vị ấy đã đạt được 10 sự hiểu biết mà các vị giác ngộ khác không có. 10 sự hiểu biết ấy là phân biệt được thế nào là đúng và thế nào là sai, biết trước được hậu quả của nghiệp, các nhu cầu của chúng sinh, tánh khí của chúng sinh, khả năng của chúng sinh, các con đường cần phải chọn để noi theo, biết lắng sâu vào thiền định, biết được các kiếp sống trước, biết được từng chúng sinh sẽ chết và tái sinh như thế nào. Và sau hết là biết cách xóa bỏ tấm màn u mê che phủ tâm thức. Đối với Đại Thừa thì chỉ có sự giác ngộ toàn diện như trên đây mới thực sự có giá trị, vì đó là một sự giác ngộ để tiếp tục kiến tạo sự an vui cho chúng sinh. Nhờ vào trí tuệ, sự giác ngộ đó sẽ đạt được một thể dạng mà Phật giáo gọi là thân xác hiện thực hay pháp thân, tượng trưng cho sự hiểu biết mang những kích thước tuyệt đối. Tiếp theo, xuyên qua các hành động chỉ tha của một người Bồ Tát mà thân xác giác ngộ ấy sẽ hiển hiện để trở thành các thân xác biểu lộ. Để có thể thuyết giảng, các thân xác ấy gồm có thân xác tròn đầy và hoàn hảo, báo thân hay là thụ dụng thân, hướng vào việc giảng dạy cho các vị Đại Bồ Tát, và thân xác ứng hiện, ứng thân, hóa thân hay ứng hóa thân, để chăm lo cho sự an vui của các chúng sinh bình thường. Đó là những gì mà người ta gọi chung là Trikaya, tức là ba thân khác nhau, tam thân của một vị giác ngộ. Theo quan điểm của Đại Thừa thì một vị A-la-hán chỉ tu tập về trí tuệ. Cho nên, dù đã được giải thoát khỏi cảnh giới ta bà, nhưng vị ấy vẫn chưa đi đến con đường đưa đến sự giác ngộ tam diện. Có nghĩa là vị ấy mới nhập vào một thể dạng niết bàn tĩnh lặng mà thôi. Sự thật thiêng liêng về khổ đau. Này các tỳ kheo, đây là con đường trung đạo mà Như Lai đã phát hiện được. Con đường đó tránh xa cả hai thái cực. Đó là con đường mang lại sự xoa dịu, sự hiểu biết siêu nhiên, sự giác ngộ toàn vẹn về Niết Bàn. Đấy là con đường thiêng liêng của tám điều đúng đắn: sự hiểu biết đúng, ý định đúng, ngôn từ đúng, hành động đúng, phương tiện sinh sống đúng, cố gắng đúng, chú tâm đúng và tập trung tâm thức đúng. Có bốn sự thật thiêng liêng: sự thật thiêng liêng về khổ đau, sự thật thiêng liêng về nguồn gốc của khổ đau, sự thật thiêng liêng về sự chấm dứt khổ đau, sự thật thiêng liêng về con đường đưa đến chấm dứt khổ đau. Này các tỳ kheo, vậy sự thật thiêng liêng về khổ đau là gì? Sinh là khổ đau, già là khổ đau, bệnh tật là khổ đau, chết là khổ đau, bắt buộc phải nhận lãnh những gì mà mình không muốn là khổ đau, xa lìa những gì mình yêu quý là khổ đau, không chiếm hữu được những gì mình mong muốn là khổ đau. Tóm lại, năm thứ cấu hợp do sự góp nhặt mà có, tức là ngũ uẩn, là khổ đau. Sự thật thiêng liêng về nguồn gốc của khổ đau là gì?
đó là sự thèm khát đưa đến tái sinh, kèm theo là sự bám víu vào các loại thích thú giác cảm hầu mang lại những thỏa mãn nhất thời. Và chính đấy cũng là sự thèm khát của dục vọng, sự thèm khát muốn có sự tồn tại, sự thèm khát không muốn có sự tồn tại. Sự thật thiêng liêng về sự chấm dứt khổ đau là gì? Đấy là sự chấm dứt và tháo gỡ hoàn toàn được mọi sự thèm khát, từ bỏ được chúng, xô bỏ được chúng, tự giải thoát ra khỏi chúng, không bám víu vào chúng nữa. Sự thật thiêng liêng về con đường đưa đến chấm dứt khổ đau là gì? Đó là con đường thiêng liêng của tám sự đúng đắn. Này các tỳ kheo, đấy chính là sự thật thiêng liêng về khổ đau, là những gì mà từ trước đến nay chưa có ai thuyết giảng. Kinh Chuyển Pháp Luân của Phật Giáo Nguyên Thủy, ấn bản Thái Lan, phỏng theo bản dịch trong quyển Buddha của André Barrow, nhà xuất bản Sether, 1962. Bốn dấu ấn. Này các tỳ kheo, nếu muốn thoát khỏi cái chết thì phải suy tư về bốn căn nguyên của đạo Pháp. Bốn căn nguyên ấy là gì? Tất cả những gì cấu hợp đều vô thường. Đấy là căn nguyên thứ nhất của đạo Pháp cần phải nghiền ngẫm. Tất cả những gì cấu hợp đều là khổ đau. Đấy là căn nguyên thứ hai của đạo Pháp cần phải nghiền ngẫm. Tất cả mọi phương tiện đều vô ngã. Đấy là căn nguyên thứ ba của đạo Pháp cần phải nghiền ngẫm. Hủy diệt được tất cả những mối dây trói buộc ấy chính là Niết Bàn. Đấy là căn nguyên thứ tư của đạo Pháp cần phải nghiền ngẫm. Trích từ Kinh Tăng Nhất A Hàm Kinh, Tai Sô 2, số 125, 314. Dựa theo bản dịch trong quyển Parol du Buddha, lời Phật dạy của Sang Ekra, nhà xuất bản Suay, năm 1991. Do sự tạo tác, từ cái này sinh ra cái kia. Nếu nhìn vào những lời giảng dạy của Đấng Thế Tôn, vị thầy toàn năng của đạo Pháp, thuyết giảng cho các vị tỳ kheo. Này các tỳ kheo, những ai nhận thấy được sự tạo tác tương liên sẽ thấy được đạo Pháp, Đạt Ma. Những ai thấy được đạo Pháp sẽ nhìn thấy Phật, thì sẽ tự hỏi, vậy sự tạo tác tương liên là gì? Thành ngữ tạo tác tương liên có nghĩa là cái này có, cái kia sinh ra, từ sự tạo tác của cái này sẽ sinh ra cái kia. Nói một cách khác, vô minh tạo ra các nhân tố của sự kết hợp, các nhân tố của sự kết hợp tạo ra tri thức tạo ra danh xưng và hình tướng, danh xưng và hình tướng tạo ra nguồn gốc của giác cảm, nguồn gốc của giác cảm tạo ra sự tiếp xúc tạo ra sự cảm nhận tạo ra sự thèm khát tạo ra sự chiếm hữu tạo ra sự hình thành tạo ra sự sinh tạo ra sự già nua và cái chết, sự buồn khổ, ta thán, đau đớn, sầu muộn và rây rứt. Chính đấy là sự hình thành của cả một khối khổ đau mênh mông. Trích từ Kinh Cộng Lúa, Đạo Can Kinh, trong quyển Kinh Kim Cương và các kinh khác thuộc Trung Đạo, do Philip Cornu dịch, nhà xuất bản Artem Faya, năm 2001. Tâm ý và hậu quả. Ta nghĩ gì thì ta sẽ trở thành như thế ấy. Tất cả những gì mà ta đang thừa hưởng đều do sự suy nghĩ của ta mà ra. Ta tạo dựng ra thế giới này bằng tâm ý của chính ta. Nói năng hay hành động với tâm ý xấu thì khổ đau sẽ theo ta như chiếc bánh xe lăn theo bước chân của con bò. Ta nghĩ gì thì ta sẽ trở thành như thế. Tất cả những gì mà ta đang thừa hưởng đều do sự suy nghĩ của ta mà ra. Ta tạo dựng ra thế giới này bằng tâm ý của ta. Nói năng và hành động với tâm ý nhân từ thì hạnh phúc sẽ theo ta như hình với bóng. Nó lăng nhục tôi, nó đánh đập tôi, nó khống chế tôi, nó cướp của tôi. Nếu ta cứ nuôi nấng những ý nghĩ như thế, ta sẽ sống trong hận thù. Nó lăng nhục tôi, nó đánh đập tôi, nó khống chế tôi, nó cướp của tôi. Hãy bỏ đi những tâm ý ấy thì hận thù sẽ lắng xuống. Thật vậy, trong thế giới này không khi nào hận thù có thể làm cho hận thù lắng xuống. Chỉ có tình thương mới làm được việc ấy. Đấy là quy luật của muôn đời. Pháp Cú Kinh 1, Song Yếu 1 năm, theo bản dịch của Ripa,
và Philip Cornu